Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Hữu Tinh. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là ông Nguyễn Gia Kiểm từ thủ đô Paris, Pháp Quốc. Và chúng tôi xin kính chào ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin kính chào ông Hoàng Bách và xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin phép giới thiệu về ông Nguyễn Gia Kiểm. Ông Nguyễn Gia Kiểm là cái người thường trực ban lãnh đạo của tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên và có cái tập san, tức là tập san Nguyệt San Thông Luận. Và thường ông đã viết trên các cái tập san này cũng như nhóm biên tập đã viết thường xuyên trên 20 năm nay về vấn đề chính trị, kinh tế, vận động dân chủ và cũng như về lịch sử. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có một cái nhìn của một người từ miền Âu Châu mà đặc biệt là Pháp Quốc về vấn đề, cái đề tài mà chúng tôi muốn thảo luận là nói về kinh tế thế giới sau Covid-19 đối với thế giới và đối với Trung Cộng ra sao, bởi vì hai cái cường quốc kinh tế lớn là Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ngày hôm nay chúng tôi muốn mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm sẽ nói nhiều về Trung Cộng. Thưa ông, qua cái nhìn của ông nhận định như thế nào về kinh tế thế giới sau Covid-19? Nói chung đó thì cho tới bây giờ đó thì Âu Châu đó đang là trung tâm của những tàn phá của Covid-19. Nhưng mà trong một thời gian ngắn nữa, tôi nghĩ rằng 1-2 tuần nữa mình có thể lo ngại là cái trung tâm đó nó sẽ có thêm, hoặc là nó sẽ chuyển về Mỹ, hoặc là có thêm một trung tâm nữa. Vì cái tình hình ở Mỹ hiện nay đó, nó cũng chưa đến nỗi bi đát như ở Âu Châu, nhưng mà nó cũng đang là một cái, đang ở trong một tình trạng đáng lo ngại. Nếu mà tôi không lầm nữa, thì vào giờ này đã có 65.000 người chết rồi, và có 1.300.000 người bị nhiễm trùng. Bên châu Âu đó, mặc dù là nếu mà so về tỷ lệ thì châu Âu còn nặng hơn, thế nhưng mà châu Âu là đã bị cái đợt đó nó phát hiện trước ở Mỹ. Cho nên phải nói là nói chung đó, các nước Tây Âu, Mỹ và châu Âu đó đã bị thiệt hại nặng hơn là Trung Quốc. Trừ trường hợp mà Trung Quốc giấu giếm những cái thiệt hại thực của mình, là cái điều mà nó có thể có, là vì những cái số liệu, những cái dữ kiện mà Trung Quốc công bố thì nó không có đáng để, không có đáng tin lắm. Nhưng mà vào giờ này chúng ta phải, tôi nghĩ là nói chung đó, thì thế giới đã học được một bài học rất là khiêm tốn. Và thế giới đang rất là sôi nổi, đang sôi sục nhiều vấn đề. Thì có một cái biến cố do thiên nhiên mới đưa tới. Bởi vì cho tới ngày hôm nay chưa có bằng cớ nói rằng đây là một cái tai họa do con người tạo ra. Và có lẽ dần dần chúng ta sẽ, người ta sẽ xác nhận rằng đây không phải là một cái tai họa do con người tạo, cố tình tạo ra. Như vậy đó, cái biến cố này đã làm cho tất cả thế giới khựng lại. Và ở Âu Châu đó thì người ta ước tính rằng cái thiệt hại của kinh tế châu Âu đó sẽ là vào khoảng chừng 10%, ít nhất là 10% GDP. Mà 10% GDP đó có nghĩa là vào khoảng 5 năm. Bên Hoa Kỳ đó thì tôi nghĩ rằng cái hiện nay đó, Hoa Kỳ chưa đạt tới cái đỉnh điểm của sự thiệt hại. Mình có thể hy vọng rằng cái sự thiệt hại nó không có quá đáng, nhưng mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng sẽ bị thiệt hại vào khoảng từ, nếu chỉ thiệt hại vào khoảng chừng 3 năm cố gắng thôi nữa, cái tương đương với lại cái sự tăng trưởng trong vòng 3 năm qua thì cũng là một may mắn. Thế còn có những nước như là, trong khi đó có những nước như là châu Á thì một cách rất là ngạc nhiên đó, thì cái tàn phá của GDP lại không, là tàn phá của COVID-19 lại không có nặng nề lắm. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là những nước đó, những nước châu Á đó sẽ thoát hiểm hoàn toàn. Trường hợp đặc biệt của Việt Nam, nói chung thì các nước ở châu Á, các nước ở vùng châu Á, Thái Bình Dương xuất khẩu nhiều, giao thiệp nhiều đối với Mỹ và Tây Âu. Cho nên khi mà Mỹ và Tây Âu mắc nạn thì họ cũng mắc nạn theo.
và có lẽ ở một mức nào đó còn mắc nặng mạnh nặng hơn nữa. Thì cho, bây giờ nó trở về cái nước, cái nước mà từ nơi xuất phát của cái dịch COVID 19 đó, là Trung Quốc. Thì với tất cả với những cái số liệu mà Trung Quốc công bố thì chúng ta thấy là cái số người chết rất là ít, nhưng mà nó so với cái số iPhone, số smartphone mà không có người dùng nữa, và khoảng trên, người ta nói là vào khoảng chừng trên 1 triệu cả, nó đặt ra một cái dấu hỏi lớn. Đã. Rồi cái điều chắc chắn là kinh tế Trung Quốc đã gần như bị ngừng trệ kể từ ngày họ tuyên bố là làm cái biện pháp câu lưu, biện pháp confinement, nó là từ 25 tháng Giêng tới nay là 2 tháng rưỡi, cho tới ngày 9 tháng 4 là họ 2 tháng rưỡi. Thì trong vòng 2 tháng rưỡi đó, kinh tế Trung Quốc gần như là bị đình trệ. Cái sự thiệt hại trong của hai tháng sản xuất tương đương với 15% GDP. Có thể là sau này họ cũng sẽ, có thể là từ đây đó, họ cũng sẽ bùng lên một chút. Họ cũng sẽ tích cực hơn một chút. Nhưng mà điều đó vẫn có nghĩa là nền kinh tế Trung Quốc năm nay đó, nếu xét trong năm 2020, mà nếu cái mức tăng trưởng âm của GDP nó vào khoảng 8-10%, thì đó là một may mắn cho Trung Quốc. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa, chúng ta đừng quên là điều đó không có nghĩa là Trung Quốc không thiệt hại nặng. Tôi nghĩ trong mặc dầu bề ngoài có vẻ như Trung Quốc không bị thiệt hại nhiều lắm, nhưng mà bên trong thì chúng ta nghĩ là Trung Quốc thiệt hại rất là nặng nề. Thì chúng ta đừng quên hai điều. Thứ nhất là kinh tế Trung Quốc đã khốn đốn trước ngày có COVID-19. Bởi vì từ năm 2013 họ đã tung ra 3 dự án lớn, 3 dự án vĩ đại, có thể nó lại chưa từng có ở trong lịch sử thế giới về những tham vọng về kinh tế. Cái dự án thứ nhất là cái dự án vành đai và con đường, được tung lên một cách rất là rầm rộ. Cái dự án thứ hai đó là cái dự án biến Trung Quốc, đặc biệt là Thâm Quyến và Thượng Hải, thành những trung tâm tài chính lớn của thế giới, tương đương với New York và tương đương với London, ít nhất cũng là bằng London và Tokyo. Thì cái dự án thứ ba đó là dự án Hải Nam, biến đảo Hải Nam thành một cái trung tâm giải trí lớn nhất chưa từng có của thế giới, với một cái GDP, với một cái mức độ phồn vinh tương đương với Singapore, nhưng mà 50 lần lớn hơn. Chúng ta thấy là Trung Quốc toàn có những cái giấc mơ là vĩ cuồng không à. Thế nhưng mà cuối cùng đó, trước khi tôi muốn nói là vào tháng 3, vào tháng 2 năm 2020, trước khi mà dịch COVID, Trung Quốc nhìn nhận có dịch COVID-19 thì có gì, điều gì đã xảy ra? Điều thứ nhất là cái tham vọng để biến Thâm Quyến và Thượng Hải thành những trung tâm chứng khoán, trung tâm tài chính thế giới, nó đã hoàn toàn tiêu tan. Nó đã gây thiệt hại vào khoảng chừng vài trăm tỷ, ít nhất vài trăm tỷ, chúng ta không nói rõ, nhưng mà ít nhất là vài trăm tỷ. Thứ hai là cái dự án khổng lồ biến đảo Hải Nam thành cái trung tâm giải trí lớn nhất chưa từng có, vĩ đại nhất của thế giới đó, thì nó đã tuyên bố phá sản. Với cái việc tuyên bố phá sản cái tổng công ty HNA, trước đây đó là Hainan Airlines, nhưng mà sau biến thành một cái tổng công ty, một cái tổ hợp vĩ đại, thì tương phải phá sản, đúng không? Và cái dự án vành đai, cái dự án khổng lồ thứ ba là cái vành đai và con đường Belt and Road, BRI. Thì bây giờ chúng ta phải không? Nó được tung ra năm 2013, được quảng cáo một cách rầm rộ vào năm 2017, nhưng mà
giữa tôi với ông Hoàng Quách, chúng ta thử kiểm điểm này xem. Vào cuối năm 2019 có ai còn nói tới vành đai và con đường nữa? Nên chúng ta phải nói rằng kinh tế Trung Quốc đã sớm khốn đốn vào cái trước khi cái dịch Covid-19 nó xảy ra. Và cái Covid-19 nó xảy ra chỉ là người ta có một tiếng hình như tiếng Mỹ có một cái thành ngữ là nói như là cái cọng rơm cuối cùng nó làm gãy lưng cái con lạc đà, cái the thaw that break the camel's back, camel's back. Hay là tiếng Việt mình nói là cái giọt nước cuối cùng nó làm tràn ly, thì Covid-19 nó chỉ là một cái giọt nước cuối cùng. Và ngày hôm nay có thể nói là cái giọt nước, cái kinh tế Trung Quốc nó là cái giọt nước tràn ly. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển đã đi một cách tổng quát. Thưa quý khán thính giả, chúng ta biết là các cái nền kinh tế lớn, thứ nhất là Hoa Kỳ, thì cái số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ bữa nay lên tới trên 30 triệu người. Mà người ta dự đoán là có thể từ thất nghiệp từ 20% tới 25%. Trong khi đó, cách đây 3 tháng là cái số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ chỉ có 3.5 thôi. Tức là đây là Tổng thống Trump tự hào đây là một cái thất nghiệp thấp nhất. Thì bây giờ cũng như là thị trường chứng khoán lên tới gần 30.000 thì bây giờ nó xuống rồi. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay trong cái đề tài này đó là ông Nguyễn Gia Kiển là chú trọng nhiều tới cái vấn đề của Trung Cộng. Ông vừa đưa lên cái tham vọng của Trung Cộng là ba cái dự án lớn, là cái dự án đảo Hải Nam, dự án một vành đai một con đường, nhưng mà các cái dự án này cũng gặp thất bại. Trước khi mà xảy ra Covid-19 thì chúng ta biết là sau Covid-19 thì nước Ý là nước bị nặng nhất. Và họ điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy là Ý là quốc gia đồng ý hợp tác với một vành đai một con đường của Trung Cộng. Cho nên số nhân công của Trung Cộng đưa tới làm việc ở Ý, họ nói là từ 200.000 tới 300.000. Do đó mà khi cái dịp Tết họ về ăn Tết xong họ qua, cho nên nước Ý là nước bị nặng nhiều nhất là do công nhân từ ở bên Vũ Hán họ đi qua đi lại. Và cái yếu tố này làm cho nền kinh tế của thế giới, đặc biệt là các nước Âu Châu và Hoa Kỳ, đặt lại vấn đề là bây giờ có nên qua Trung Cộng là một cái xưởng sản xuất hay không, điều thứ nhất. Thứ hai, từ trước tới giờ kinh tế thế giới lệ thuộc quá nhiều về kỹ nghệ thuốc Tây, hoặc là một vài cái dịch vụ lệ thuộc quá nhiều hàng hóa của Trung Quốc. Bây giờ họ phải đặt lại vấn đề là định hình lại. Nhưng mà bây giờ thì thưa ông, có người cho rằng là vì kinh tế gặp khó khăn như thế này thì chính trị của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Bởi vì người ta nêu lên những cái thành phần tinh hoa trong Đảng Cộng sản, họ không chấp nhận ông Tập Cận Bình là làm tổng bí thư, làm chủ tịch nước trong muôn đời. Cho nên họ có nhiều 1.4 tỷ người, mà là cái thái độ của ông Tập Cận Bình là cái thái độ độc tài. Cho nên họ là phản ứng và nhân cái cơ hội Covid-19 này, họ là phản ứng mạnh mẽ hơn nữa và họ chống tích cực hơn nữa. Thì xin ông có thể chia sẻ về chính trị của Trung Cộng cũng như vấn đề kinh tế của Trung Cộng sau Covid-19, nó sẽ gặp cái bối cảnh, nó sẽ gặp những cái điều gì thưa ông? Tôi có một quan điểm hơi khoan dung hơn với ông Tập Cận Bình so với phần lớn các chuyên gia của thế giới. Cái quan điểm chung đó là nói là Tập Cận Bình là một con người tham lam, con người có nhiều tham vọng, con người sức sượng. Đã trong ngay khi lên cầm quyền năm 2013 đã tuyên bố rằng cái chương trình là phục hồi Trung Quốc, là phục hồi sự vĩ đại của Trung Quốc, Make China Great Again. Tôi nghĩ là người Mỹ thì cũng nghe thấy hơi cái slogan đó. Phải nói là cái slogan đó là có trước nước Mỹ. Make China Great Again. Sau đó thì có những cái thái độ như là muốn là bành trướng qua bên Phi Châu, rồi có mua những cái mua đứt những cái hải cảng ở Hambantota hoặc là ở Guada bên Pakistan, hoặc xây những công trình vĩ đại ở trên đảo Mandi và ở trên Macedon. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng có một cách nhìn, có lẽ là cách nhìn đó, tôi cũng không phản đối là cách nhìn đó,
Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là có một cách nhìn khác, là ông Tập Cận Bình đó cũng là sản phẩm của một cái sự sai lầm của Trung Quốc sau cái cuộc khủng hoảng 2008. Chúng ta đều biết là sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mà do cái nguyên nhân xa vời, là cái nguyên nhân sâu xa đó, là cái chính sách của neoliberalism bị đẩy đi quá xa, nhưng tân chính sách tân phóng khoáng, chính sách thị trường hoang dại được đẩy đi quá xa từ thời Bill Clinton. Thế nhưng cả thế giới, Hoa Kỳ và châu Âu đều khốn đốn hết. Thì lúc đó Trung Quốc là một nước rất lệ thuộc vào Hoa Kỳ và châu Âu về mặt xuất nhập khẩu. Chúng ta nên nhớ là vào lúc đó, cái tổng số ngoại thương của Trung Quốc còn quá phân nửa của cái GDP của họ. Cho nên họ phải làm gì? Dĩ nhiên họ sẽ bị, chúng ta đã chứng kiến, và nếu có những ai còn có trí nhớ, còn nhớ lại vào lúc đó, thì chúng ta thấy là đầy rẫy những cái tàu hàng hóa chất kế sát nhau tại Thượng Hải, tại các hải cảng Trung Quốc mà không đi được, tại vì người ta không mua nữa. Vậy thì người Trung Quốc làm gì? Thế vào lúc đó đó, thì Trung Quốc bị đặt dưới cái chế độ Cộng sản Trung Quốc, bị đặt dưới một cái chọn lựa rất là khó khăn. Vào lúc đó, cái người thủ tướng của chính quyền Trung Quốc lúc đó là ông Ôn Gia Bảo. Ông có nói một câu mà không hề bị bất cứ một lãnh tụ Trung Quốc nào phản bác cả. Là ông nói rằng nếu mức tăng trưởng kinh tế mà xuống dưới 8% thì sẽ có loạn, sẽ có bạo loạn. Là vì tại sao? Là tại vì từ khi ông Tập Cận Bình bỏ cái chế độ cộng sản nguyên thủy, chế độ cộng sản toàn nguyên, để đi theo cái đường lối thị trường mà người ta gọi là thị trường đặc sắc xã hội chủ nghĩa, thì cái hợp đồng giữa dân chúng ở Trung Quốc, giữa nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản là gì? Cái hợp đồng đó là Đảng Cộng sản nói với nhân dân Trung Quốc, cam kết với nhân dân Trung Quốc là các người, quý vị chấp nhận cái sự lãnh đạo không phân chia, tuyệt đối không phân chia của chúng tôi. Bù lại với cái ách độc tài đó, chúng tôi sẽ nâng cuộc sống lên một cách rất là nhanh chóng. Và thế nào là nhanh chóng? Thì người ta định nghĩa là vào khoảng 8%. Nhưng mà bây giờ trước cái nguy cơ vào năm 2008, cái thời điểm 2008, trước cái nguy cơ là kinh tế sẽ sụp đổ, không những nếu chấp nhận cho kinh tế sụp đổ, không những không có 8% mà lại còn có suy thoái 10% hay là 5% như ở Âu Châu, thì sẽ có bạo loạn. Chúng ta nên nhớ là Trung Quốc không phải là một quốc gia như một những quốc gia khác. Trung Quốc là một đế quốc, tức là một đế quốc theo định nghĩa là tập trung của nhiều đơn vị, nhiều vùng, nhiều nhiều dân tộc, nhiều nước phục tùng một trung ương, và một trung ương này đó giữ một cái độc quyền về quân sự, đồng thời áp đặt một số đặc quyền về kinh tế. Đó là tôi nói rất là ngắn, sự là có cả một cái lý thuyết rất là dài về đế quốc, nhưng mà chúng ta nói như vậy. Nhưng mà phải nói rằng Trung Quốc là một đế quốc, và nếu cái lời nghĩa là nó gồm nhiều cái nước không xưng tên, nhưng mà thực ra mỗi tỉnh của Trung Quốc là một nước. Khi mà chúng ta tới Vân Nam chẳng hạn, chúng ta thấy nó không có gì liên quan tới Bắc Kinh cả. Người Vân Nam không có tự nhận họ là người đồng bào của những người ở Bắc Kinh. Họ còn nhớ rằng đã có cuộc tàn sát vào thế kỷ thứ 19, trong lòng họ không những thế còn có một ít nhiều, còn mang ít nhiều hận thù nữa. Cho nên đó, Đảng Cộng sản lúc đó lâm vào một tình trạng rất là nguy khốn, là nếu họ để cho cái bình thường, họ phải chấp nhận để cho kinh tế bị suy thoái, cố gắng để thắt lưng buộc bụng rồi từ từ sẽ tiến lên. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản không, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cái chọn lựa đó, và họ chọn một cái giải pháp, mà chỉ còn một cái giải pháp là chọn lựa là người ta gọi là chạy trốn về phía trước, tức là làm như không có cái cuộc khủng hoảng này, và cứ tiếp tục đầu tư vô, cứ tiếp tục bỏ tiền vô mà vay tiền để mà đầu tư vào thứ nhất là xây dựng
các thành phố xây dựng nhà cửa, xây dựng đường xe, xây dựng hải cảng, xây dựng phi trường, xây dựng xa lộ, xây dựng đường sắt, nhưng mà xây dựng để mà cố giữ cho cái mức tăng trưởng đó lên tới 8%. Nhưng mà đến khi mà từ năm 2008 cho đến năm 2013, khi mà ông Tập Cận Bình đã lên cầm quyền, thì cái chính sách đó nó coi như đã phá sản. Nó gây ra, nó không cứu được Trung, nó kéo dài cái cuộc sống của chính quyền Trung Quốc được thêm 5 năm, nhưng mà nó đặt cái chính quyền đó trước một cái thử thách lớn. Thì khi Tập Cận Bình lên, một đó là phải chấp nhận cái sự sụp đổ, hai là phải làm một cái bước phiêu lưu khác. Thì lúc đó ông Tập Cận Bình lại tung ra ba cái dự án mà tôi đã nói, dự án vành đai con đường, dự án đảo Hải Nam và dự án đưa cái thị trường chứng khoán của Thẩm Quyến và Thượng Hải thành những trung tâm tài chính lớn của thế giới, nhưng mà tất cả đều thất vọng. Trong thời gian đó lại có một vấn đề nữa, trong suốt năm đó lại có một vấn đề nữa, nó không vĩ đại lắm nhưng mà nó cũng rất là quan trọng trong chiều sâu, đó là Trung Quốc phải giảm bớt cái xuất khẩu đi, vì thế giới đó cũng có cái khuynh hướng là giảm nhập khẩu. Vì thế đó, vì hàng hóa Trung Quốc đã có cái dự án là tăng cường thị trường nội địa, và muốn tăng trưởng cái thị trường nội địa thì phải tăng trưởng cái mãi lực nội địa, cho nên có chính sách tăng lương cho công nhân, để với hy vọng rằng họ với một cái thu nhập lớn hơn, họ sẽ tiêu xài nhiều hơn. Thế nhưng mà kết quả là tại vì Trung Quốc không có cái hệ thống an sinh xã hội, cho nên khi mà người dân Trung Quốc họ có được một số lương tăng lên gấp 3 trong vòng 5 năm thì họ cất giấu đi để phòng hờ những ngày bệnh tật. Cho nên thị trường chứng khoán cũng không, tôi nói thị trường nội địa cũng không gia tăng, sức mua cũng không gia tăng. Nhưng mà trái lại, cái giá thành của sản phẩm nó gia tăng là vì lương công nhân gia tăng lên. Cho nên bắt đầu có một cái hiện tượng là các công ty nước ngoài sản xuất tại Trung Quốc thấy rằng cái sản xuất ở Trung Quốc nó không có lợi nữa, vì lương công nhân bây giờ quá cao. Tôi nói ví dụ như là lương công nhân vào năm 1990 nó vào khoảng 15 đô la một tháng năm 1990, năm 2008 vào khoảng 150 đô la, nhưng mà tới vào khoảng năm 2013 nó lên tới 1.000 đô la. Thì như vậy là các công ty người ta đó sản xuất tại Trung Quốc, công ty Mỹ hay là châu Âu sản xuất Trung Quốc không có lợi nữa, người ta bắt đầu chuyển những cái công ty đó sang Bangladesh, sang Việt Nam khá nhiều và sang Ấn Độ. Thành ra tôi nghĩ là vào năm 2013 Tập Cận Bình chỉ có một cái chọn lựa, hoặc là làm Harakiri cho chế độ, hoặc là phải chọn cái sự tháo chạy nhanh hơn, vì lần này nó cứ nguy hiểm lớn về phía trước. Mà do đó nó có những cái ông ta phải trong cái thế tuyệt vọng đó, ông ta phải tung ra những cái dự án rất là vĩ cuồng, như là vành đai và con đường, như là Hải Nam, như là thị trường chứng khoán Thẩm Quyến và Thượng Hải. Nhưng tôi nghĩ là nó ở trong một cái thế bắt buộc, và cái thế bắt buộc đó tôi nghĩ cái Covid này nó xảy ra và nó đặt Trung Quốc giữa một cái thử thách mới, là bây giờ những cuộc chạy trốn, những cuộc phiêu lưu đó đều đã thất bại, thì còn có cuộc phiêu lưu nào khác? Còn theo tôi nghĩ là, hay là cái giải pháp cuối cùng của họ là co cụm lại để thành cái nước cao ly, gần như là Bắc Cao Ly, gần như là Triều Tiên ấy, nhưng mà có một cái mức sống kinh tế dầu sao nó cũng cao hơn. Tôi nghĩ cuối cùng thì trong những ngày sắp tới, tôi không muốn làm tiên tri nào, đừng có nói tôi, nhưng mà tôi nghĩ căn cứ vào những cái sự kiện rất là thực tế thì tôi nghĩ đó là cái điều mà chúng ta nên chờ đợi nhất. Nghĩa là Trung Quốc bây giờ không còn có một cái cuộc phiêu lưu kinh tế nào có thể làm được nữa. Tất cả những giải pháp, những cái gì có thể tưởng tượng, có thể làm, họ đã làm hết rồi và đã thất bại. Thì cái COVID-19 này nó chứng tỏ là không còn giải pháp nào cả.
Và tôi nghĩ là trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ chứng kiến từ từ những nhiều cái tập đoàn lớn của Trung Quốc phá sản và quỵt nợ. Ừ. Sau đó Trung Quốc sẽ co cụm lại thành một cái thế giới riêng. Và lúc đó chúng ta bắt đầu phải chứng kiến những cái khó khăn nội bộ của họ. Cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy cái tình hình thế giới rất là biến động. Qua cái sự phát biểu của Tổng thống Donald Trump đó, thì ông nói rằng là bây giờ đó, đối với Trung Cộng đó, là có thể là chúng ta sẽ tăng tiền nhưng mà không không tăng tiền, bây giờ chúng ta sẽ không mua hàng nữa. Đó là cái biện pháp nói được ông nói nhưng mà làm được hay không đó là cái chuyện khác, nhưng mà chúng ta thấy là đó là cái quan điểm. Cái thứ hai là ông nói là cần phải điều tra về vấn đề con virus Vũ Hán nó xảy ra là do nhân tạo hay là thiên tạo. Mà không những vậy, ở bên Úc và các quốc gia họ cũng muốn như vậy, họ điều tra về vấn đề này. Mặc dù các cái cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ họ xác nhận là họ biết là xảy ra từ Vũ Hán, nhưng mà nhân tạo hay thiên tạo thì chưa có bằng cớ cụ thể, thì chúng ta chờ xem. Nhưng mà qua cái sự phân tích của ông Nguyễn Gia Kiển cho thấy là thế giới ngày hôm nay, ví dụ như ở Nhật, chính phủ Nhật bỏ ra trên 2 ngàn tỷ để mà giúp đỡ cho để à, trên 2 tỷ thôi, giúp đỡ cho các doanh nhân đầu tư ở Trung Quốc rút ra trở về Nhật hoặc là đầu tư trong các quốc gia khác ở Đông Nam Á như là Việt Nam, Bangladesh, Mã Lai, vân vân và vân vân. Thì bây giờ nước Anh hay nước Ý, những nền kinh tế lớn ở Âu Châu họ cũng chú trọng là cái sự lũng đoạn cái nền kinh tế của Trung Quốc trước đây. Thưa ông, qua cái nhìn của ông, chúng ta chỉ còn 5-6 phút còn lại, qua cái nhìn của ông, liệu rằng cái nền kinh tế như ông nói nó sẽ gặp khó khăn, nó gặp bế tắc, thì cái giấc mơ đại dương, cái giấc mơ trở thành một siêu cường này của Tập Cận Bình có thực hiện được không? Trong khi đó thì nội tình của Đảng Cộng sản Trung Cộng đó, những cái thành phần như chúng tôi thưa đó là những thành phần tinh hoa đó, họ đâu có, họ cũng bất mãn, bởi vì ông Tập Cận Bình cũng như họ, tại sao họ là ông Tập Cận Bình phải làm nhiều nhiều nhiệm kỳ mà họ không được làm, cho nên cái sự chống đối nó đã có trong manh nha trước khi xảy ra Covid-19. Thì bây giờ Covid-19 là cái chất xúc tác như ông vừa thưa đó, là nó thất bại 3 dự án cũng như giấc mơ đại dương, và Mỹ cũng như thế giới bây giờ sẽ tìm cách cô lập Trung Cộng trước cái sự hung hăng của Trung Cộng. Thì ông nhận định như thế nào về cái vấn đề này thưa ông? Tôi nghĩ là cái khả năng mà Trung Quốc hung hăng gây chiến với thế giới thì tôi không nghĩ là nó có đâu. Nó không phải là cái mối lo ngại chính. Chúng ta đã chứng kiến là trong tuần lễ vừa qua đã có một cái sự kiện trên Biển Đông, là ngày 17 tháng 4, Trung Quốc lần đầu tiên gửi một công hàm cho Liên Hợp Quốc và cho Việt Nam và yêu cầu công bố cho tất cả các quốc gia trên thế giới là đòi Việt yêu cầu Việt Nam rút khỏi hết khỏi Trường Sa. Cái đó là một cái đe dọa rất lớn. Đó. Nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã đem 2 chiến hạm ngày 23 tháng 4 đem 2 chiến hạm đi vào sát ngày Hoàng Sa. Sau đó, ngày 29 tháng 4 thêm một cái chiến hạm rất là lớn là USS Barry vào nữa. Và Trung Quốc Bộ Quốc phòng Trung Quốc là kêu ra lên rằng đây là một hành động khiêu khích, một hành động gây rối đấy. Nhưng mà sau đó thì im, vì tôi nghĩ rằng họ chỉ làm những cái công việc đó để trấn an một phần nào dư luận rằng ta vẫn còn đây, cái kiểu như một chút thôi. Nhưng mà sự thực tôi nghĩ rằng Trung Quốc, nếu tôi tự đặt vào cái địa vị của ông Tập Cận Bình, tôi nghĩ là không có giải pháp nào khác. Nghĩa là Trung Quốc sẽ phải trong, chỉ còn Trung Quốc là một đế quốc. Và nếu mà chúng ta quan sát lịch sử thế giới đã diễn ra, đã đánh dấu bởi rất nhiều đế quốc, nào là đế quốc Ai Cập hồi trước, xong rồi đế quốc Babylon, rồi đế quốc Hy Lạp, rồi đế quốc La Mã, đế quốc Austro-Hungary, rồi đế quốc Ottoman, và dĩ nhiên có đế quốc Trung Quốc ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đều thấy các đế quốc có một đặc tính là khi nó gặp khó khăn thì nó không gây hấn với nước ngoài để mà giải quyết, để mà có đoàn kết ở bên trong, như là Nhật hay là Đức hay là Ý trong Thế chiến hai chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì các vấn đề mình phải hiểu, đế quốc đó, mỗi đế quốc là một
tập thể của nhiều quốc gia phục tùng một trung tâm. Cho nên cái vấn đề nội bộ của một đế quốc nó đã là một vấn đề đối ngoại trong lòng đế quốc rồi. Do đó đế quốc khi mà họ có những vấn đề khó khăn, họ phải lo giải quyết những vấn đề giữa các nước thành viên của họ. Ở Trung Quốc là các tỉnh, nước tỉnh của họ. Bây giờ có nhiều vấn đề Tây Tạng, có vấn đề là cái khuynh hướng ly khai rất là lớn. Đúng không? Tân Cương, Xinjiang, nơi có xảy ra những cái nơi họ bắt 1 triệu thanh niên và tập trung vào trong các trại cải tạo vì bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vân Nam là một tỉnh không có tự coi là một thành viên của Trung Quốc, là một thành phần của Trung Quốc. Quảng Tây là một cái thành phố, là một tỉnh có diện tích tương đương với Việt Nam nhưng mà một tỉnh tự trị, trong đó có cái sắc tộc, mà có cái sắc tộc chính là sắc tộc người Tây, người Choang, họ rất là căm thù của Bắc Kinh. Thế tôi nghĩ cái giải pháp mà sự thực mình không thể ở vào, tôi chỉ đoán rằng nếu ông Tập Cận Bình là người thông minh, tôi nghĩ ông thông minh, thì cái giải pháp duy nhất đó là co cụm lại để cố giữ được chừng nào lâu, kéo dài thêm chừng nào hay chừng đó. Vì đằng nào thì trong cái đế quốc Trung Hoa là một đế quốc, nó hầu như nó không hề thay đổi từ ít nhất từ thời Tần Thủy Hoàng là cách đây 2200 năm, thì nó không thể nào nó tiếp tục được nữa. Đằng nào thì nó cũng phải tách ra thành nhiều khối. Cái vấn đề đó là nếu mà biết, nếu họ biết thông minh thì họ tổ chức cái sự ly khai đó thành một cách êm thấm, để rồi cùng với nhau tạo ra một cái khối, một cái tinh thần hợp tác mới. Còn nếu không, tôi sợ nếu mà có một cái sự, có một cái thái độ hung hăng đó thì có thể đẫm máu. Và trong trường hợp đó thì người Việt Nam chúng ta đó là phải rất là cảnh giác, vì chúng ta ở bên cạnh một đám cháy. Cái đó, cái nguy hiểm đối với Việt Nam, tôi thấy nhiều người cứ lo rằng, có lẽ là tôi nói như vậy ông Hoàng Mách khác với những người khác mà những vị khách khác của ông Hoàng Mách, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái mối lo lớn nhất của Việt Nam đó, không phải là cái chỗ sẽ bị Trung Quốc xâm chiếm đâu. Tôi nghĩ là Trung Quốc từ nay không còn là một cái nguy hiểm nữa. Hơn nữa, Việt Nam và Mỹ, mặc dù không nói ra nhưng mà đã có một cái thỏa hiệp ngầm rồi, là Việt Nam đi với Mỹ. Vào giờ phút này thì chắc chắn là cái thỏa hiệp ngầm nó là có. Với tất cả những gì mà chúng ta thấy thì cái thỏa hiệp ngầm nó là có, thì chúng ta, tôi nghĩ rằng cái mối nguy đến từ Trung Quốc nó không lớn như là chúng ta tưởng. Mà cái mối nguy đó mà chúng ta phải lo lắng là cái văn hóa, cái tâm lý Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đã theo cái văn hóa Khổng giáo trong vòng 2000 năm. Và cái tâm lý đó nó còn nặng. Làm thế nào tách khỏi ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc là một điều, nhưng mà phải tách khỏi cái ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc là một điều khó hơn. Hôm nay đó, chúng ta là ngày 3 tháng 5. Tức là chúng ta vừa kỷ niệm 45 năm ngày 30 tháng 4. Ngày mà cả nước bị áp đặt chế độ Cộng sản. Còn một phút còn lại. Chúng ta để còn một phút còn lại, xin tôi nói như chia sẻ một suy nghĩ như thế này. Vào ngày 45 năm đã trôi qua, hai thế hệ đã qua đi. Thế hệ của những người đã trưởng thành vào năm 1945 và thế hệ của những người đã trưởng thành vào năm 1975. Hai thế hệ đó có ông Bách và tôi, có ông Hoàng Bách và tôi ở trong thế. Cái thế hệ đầu đã đi hết rồi. Thế hệ thứ hai đã đi gần hết, nhưng cái ảnh hưởng còn lại yếu. Hai thế hệ đó để lại được cái gì? Về phía những người cộng sản đó, thì để lại được vài cuốn hồi ký nói rằng Đảng Cộng sản không có chính nghĩa, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là những người không ra gì. Thế nhưng mà không giải thích được tại sao những con người không ra gì đó vẫn tiếp tục thống trị được cái đất nước này. Còn về phía người quốc gia, ông Hoàng Bách và tôi là thành phần, thì sau 45 năm, chúng ta nhớ lại là vào năm 1975, những người quốc gia đã đến đây hàng trăm nghìn người, trong đó có những người có những học vị rất cao, có những người đã từng giữ những chức vụ bộ trưởng hay là tướng tá ở trong cái tuổi xuân của đời, vào cái tuổi 30, tuổi 40. Họ có làm được gì? Họ có gây dựng được một lực lượng nào không? Đó lý do
đó là tâm lý kẻ sĩ. Cái tâm lý kẻ sĩ của Khổng giáo là chỉ đợi để phục vụ một một người, một trí thức chỉ có mộng đời chỉ là để phục vụ làm quan cho một chính quyền, chứ không phải là đấu tranh để thay đổi một cái chính quyền khác. Để chúng ta, tôi hy vọng rằng nếu mà những người còn lại cuối cùng của cái thế hệ 1975 ở chúng ta, nếu có một bài học chúng ta phải rút ra là chúng ta phải thoát chung. Thoát chung phải là không phải là thoát cái ảnh hưởng chính trị của nó, mà phải thoát cái ảnh hưởng văn hóa của nó, phải vĩnh viễn từ bỏ cái văn hóa Khổng giáo để mà thay đổi cái tâm lý, đi tiến từ cái tâm lý phục vụ một chính quyền đến cái tâm lý là đấu tranh thay đổi một chính quyền không xứng đáng để mà thay thế bằng một chính quyền xứng đáng và đất nước phải có để tiến lên. Dạ vâng. À, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển rất là nhiều. Chúng ta cũng thêm một cái ý kiến nữa là chúng ta thấy là những cái giới chức của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu là đưa Đài Loan vào Liên Hiệp Quốc trở lại. Cái điều này nó làm cho Trung Cộng cũng thêm một cái nhức nhối nữa, và Trung Cộng phản đối rất là mãnh liệt. Rất tiếc là thời gian đã hết giờ, chúng tôi xin khép chương trình lại ở đây và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại thật là bình an. Xin cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển đã đóng góp trong chương trình này. Xin chào ông Hoàng Ách, xin chào, xin kính chào quý vị khán thính giả.